Tell you when your heart was broke. I fill your cup until it overflows. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. I say it hurts you if you fall, and if they laugh at them all. And then it got you if you need, put you right back on your feet, just so you can take advantage of me. Tell me how you feel, sitting up there, feeling so high, but you fall away. The demons in your mind, but I took your and made them mine. I didn't know this, 'cause my love was blind. I say I caught you if you fall, and if they laugh with them all. And then it got you up your knee, put you right back on your feet, just so you can take advantage of me. Tell me how you feel, sitting up there, feeling so high, but you fall. Bởi vì cô này có một cái bộ quần áo rất là đẹp. Nhưng em cứ cảm giác như là nó đang thiếu một cái trống này. Như là em tên là gì? Em là Layla. 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 Em cho hỏi em đến từ đâu? Vâng ạ, em đến từ Hà Nội ạ. Mới sinh viên năm 2 của trường Cao đẳng Nghệ thuật. Layla hả em? Yes. Cái vâng tên ạ. Này là em đặt cho em để em đi hát hả? Vâng ạ. À, tốn bao nhiêu ngày tháng để em nghĩ được ra cái tên này? Ý nghĩa là gì vậy? Vâng ạ, giống như bộ quần áo em đang mặc đây, chính là màn đêm ạ. Nó như một sự bí hiểm, một sự mờ ảo. Mysterious. Mọi người có thể hiểu theo tất cả những hướng mà mọi người muốn biết. Thật ra thì khi quay trở lại, anh nghĩ rằng là nếu như một lúc nào đấy anh sẽ được song ca cùng với em. Bởi vì cách truyền lửa của em qua từng câu hát ấy làm cho anh cực kỳ phấn khích. Và khi quay trở lại thấy một cô bé rất là xinh xắn và cao ráo như em thì anh lại càng phấn khích hơn nếu như trong đội của mình có em. Xin cảm ơn anh rất nhiều ạ. Khi em không cười thì em rất bí hiểm. Nhưng khi em cười lên thì em lại là một cô trẻ con. Đấy, thì theo anh thì em phải tìm được một trong hai phương án thôi. Lúc nào mình cũng phỏng vấn và nói về thí sinh nhiều. Đấy thì bây giờ mình cũng mạn phép để hỏi động thái gì mà cụ bấm ghế quay lại phát luôn, đầu tiên luôn. Khi người hát hay mình nghe là mình thấy hay rồi, cái thấp hay cao giọng ca rất là rõ ràng. Và cái giọng nó có cái chất vang, cái độ vang hay lắm. Đã vâng. Phát âm cũng tốt hả? Có lực. Em biết là vào tay của anh thì là cái phát âm nó sẽ tốt hơn. Hiện bây giờ thì có một vài chỗ mà bản thân chị nghe thì hơi khó hiểu. Nhưng mà chị biết là em sẽ khắc phục được điều này.
chị ưu tiên là vì anh là người bấm đầu tiên, còn nay là chị là ông này ông phá chị đấy. Em nghĩ là bạn ấy xứng đáng để có bốn chọn. Em chắc chắn sẽ là một nhân tố rất tốt ở chương trình. Sở dĩ vừa sau vừa nãy anh nói về chuyện cười hay không cười, thực ra nó cũng linh đến chuyện bài hát thôi. Cái bài hát này thường thì em sẽ phải diễn theo kiểu ngầu ngầu thôi, đúng không? Đấy, nhưng mà gương mặt của em khi mà em không cười và cái bộ trang phục này, nó lại là cái sự huyền bí. Vậy nên anh thấy hai cái đó nó đang bị chọi nhau, bản chất là nó không có hợp nhau rồi. Chính vì thế nên là em phải tìm được cái nào nó rõ ràng hơn. Ví dụ em huyền bí không, em đừng có nhếch mép lên cười. Em chỉ có mặt em nguy hiểm thôi. Đấy, 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 đấy. Yes, em hiểu ý anh không? Nhưng mà cũng giống như cái cách chọn bài thế thôi. Thì cái bài hát này rõ ràng là nó phải kiểu ngầu, khô, nó phải như này đúng không? Nếu mà em xuất hiện một cách rõ ràng hơn ấy, thì anh tin rằng là khán giả sẽ ấn tượng với em nhiều hơn. Vâng ạ, xin cảm ơn anh rất nhiều. Nếu mà có lời khuyên, anh hơi thiên về anh Tuấn Hưng và anh Tuấn Ngọc. Bây giờ thôi, để cho anh Tuấn Ngọc nói đi, anh ơi. Các em nói đầy đủ mà hay lắm. Dạ, vâng ạ. Nhưng mà bây giờ thầy phải nói cái gì đấy, ví dụ giống như là... Thầy phán cho một câu đi thầy. Ở đây ai giúp em cũng được hết. Nhiều hay ít thôi nhưng mà ai cũng giúp được em. Chắc chắn là khi tôi nhận lời làm huấn luyện viên là tôi biết tôi phải giúp được cho các em thí sinh. Nhưng mà tôi từ hồi nhỏ đi hát thì tôi quên nghiên cứu và học hỏi về cái mảng gọi là chiêu dụ á. Thành ra tôi hơi yếu về vấn đề đó. Đấy, thuyết phục hay như vậy mà bảo là không có biết chiêu trò. Mới vừa làm xong cái gì? Không, chỉ đó nên là nếu mà vào thôi chứ còn có nói gì đâu. Đây là nếu mà vào đội tôi thì tiếp thì tục chắc chắn anh là phải hát hay hơn. Đấy. Vâng. Mời em. Đây là em rất thích những lời khuyên. Vì nhạc sĩ Hồi Anh là một nhạc sĩ mà em rất là yêu thích cho nên em sẽ về với đội của. Thầy Tuấn Ngọc ạ. Mình cứ đứng liếm mép nhìn tường thôi.